Xin chào em yêu. Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi. Anh tới rồi sẽ gọi cho em. Đúng rồi, tối nay sau khi anh làm xong công việc. Đúng rồi, để anh xong công việc. Đúng, không thành vấn đề. Được, được. Yên tâm đi, không sao đâu. Đương nhiên, em đừng lo lắng cho anh mà. Không có chuyện gì xảy ra đâu, em yêu à. Em đừng lo. Tối nay chúng ta gặp. Tạm biệt em yêu, anh làm việc trước đây. Bắt đầu rồi. Cảm ơn. À, thật ngại quá. Tôi uống rượu không có giỏi lắm. Anh không bao giờ uống rượu à? Hầu như là không, ít lắm. Sao anh lại quen với dì Út tôi? Chúng tôi quen nhau ở buổi hòa nhạc. Ngày hôm đó trước cổng tôi thấy cô ta đang xếp hàng, nhưng mà vé đã bán hết rồi. Tôi mới hỏi muốn vào xem không. Cô ta nói có thật không vậy? Nên là tôi dắt cô ta vào luôn. Anh có vé? Tôi là nhân viên ở đó, tôi dẫn người khác vào được. Sau đó cô ta cùng chúng tôi đi xem biểu diễn. Ngày hôm đó thật sự rất vui. Tại sao anh lại thích dì Út của tôi? Dù gì dì tôi cũng lớn tuổi hơn anh. Con người tôi không thích ăn chơi, không có giống thanh niên ở đây. Lúc uống rượu, lúc party, lúc đi chơi, lúc đi đá banh. Tôi muốn có bạn gái mỗi ngày đều biết mình làm cái gì, có trật tự, có kế hoạch, biết mình muốn làm người như thế nào, chứ không phải là sao cũng được. Anh biết nhìn người đó. Cạn ly. Cô đoán xem ai là Dương Vĩnh Chính. Không thể đoán được. Nhưng tôi cũng từng xem anh ấy biểu diễn ở Thượng Hải. Cũng ở chỗ vậy luôn hay sao? Phong cách không giống lắm. Xin lỗi nha. Tôi nghe điện thoại chút. Hay không? Hay lắm. Khoan đã. Là tôi nè. Là tôi đây. Lâu rồi không gặp. Lâu lắm sao? Sao tôi cảm thấy hôm qua vừa mới hát cho cô nghe. Mọi người hát phải đeo vào à? Đây là điểm đặc sắc. Sao rồi? Qua nước ngoài rồi, muốn lên hát một bài không? Tôi? Ừ. Ở đây đâu phải ai cũng có thể lên hát được chứ. Thứ năm tôn thì được. Tôi không biết đâu. Biết mà. Tôi không biết hát thật mà. Phải rồi, cô có tên tiếng Anh chưa? Vẫn chưa. Sunny. Tên dở thật. Mọi người à, làm ơn hãy nhìn qua đây. Tiếp theo xin mời cô Shiny xinh đẹp sẽ lên đây biểu diễn. Anh điên sao? Tôi đã nói là tôi không biết hát rồi mà. Độc tấu violon.
Bà nội, sao bà tự giặt đồ vậy? Bà để đó đi, đừng giặt nữa, con mở máy giặt giặt là được rồi. Bộ đồ này của bà không giặt máy được, giải tơ tằm phải giặt tay. Bà cứ để ở đây đi mà. Nè, chúng ta ra phòng khách ngồi, con làm đồ ăn sáng cho bà. Lát nữa con giúp bà giặt đồ có được không? Nè, bà ngồi đây. Bà uống nước đi. Tối nay chúng ta ăn cái gì vậy? Tối nay hả bà? Tan làm con sẽ mua một ít hoành thánh. Có phải ít món quá không? Hay là con nấu cơm nha, con sẽ đi mua đồ. Mua một chút rau xanh, tốt nhất là có canh. Dạ. Nếu như con tan ca rồi còn phải đi chợ rửa rau nấu cơm thì chúng ta sẽ ăn cơm trễ một chút có được không bà? Vậy con giúp bà tới nhà hàng quốc tế mua một túi bánh panier để ở nhà. Nếu bà đói thì bà ăn một ít bánh trước. Dạ được, dạ được. Vậy bà đợi con một chút, con đi làm đồ ăn sáng ha. Con làm đồ ăn sáng cho bà.